Giang, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên đường Trần Nhật Duật thuộc khóm Bình Long 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang, gây bàng hoàng trong dư luận. Ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà dân. Được biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một bình ga. Sau đây là diễn biến chi tiết về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ số nhà 256/2 do ông Trương Văn Thắng sinh năm 1963 thuê. Thời điểm trên, ông Thắng đang sử dụng bình ga để đun nấu thức ăn thì bất ngờ bình ga phát nổ, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan ra các nhà dân lân cận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau hơn 20 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 căn nhà, may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về vụ cháy đang được các ngành chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, xác minh làm rõ.